Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo. Kính thưa quý vị, trong video clip ngày hôm nay Tường Vũ Channel mời quý vị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình tỷ giá vàng, tỷ giá đô la tại thị trường Việt Nam trong ngày 22 tháng 7 năm 2024. Và để bắt đầu video trong buổi chiều ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an. Kính chúc cô chú anh chị và các bạn có một tuần mới làm việc đầy hiệu quả và thành công. Kính thưa quý vị, như vậy chúng ta thấy rằng là giá vàng ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 năm 2024 ở trên thị trường thế giới đã bật tăng trở lại rồi. Vàng nhẫn cũng bắt đầu tăng theo giá của thế giới luôn anh chị. Trong khi đó thì giá vàng miếng SJC lại bất ngờ giảm một nửa triệu đồng, có nghĩa là giảm 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua. Còn chiều bán thì vẫn giữ nguyên giá ở cái mức là 80 triệu đồng trên một lượng. Tại ngân hàng thương mại nhà nước gồm 4 ngân hàng Agribank, rồi BIDV, Vietcombank và Viettinbank, thì đối với giá vàng miếng vào ngày hôm nay ngày 22 tháng 7 thì bán ra ở cái mức vẫn là 80 triệu đồng trên một lượng, kính thưa quý vị. Tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC đã niêm yết giá vàng nhẫn loại từ 1 chỉ đến 5 chỉ ở cái mức là mua vào là 75,8 triệu đồng một lượng vàng, còn bán ra là 77,2 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy rõ ràng là tăng 100.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với tuần vừa rồi. Kính thưa quý vị, đối với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đã nâng giá vàng nhẫn tròn trơn loại 4 con số 9 lên cái mức là mua vào là 75,95 triệu đồng trên một lượng vàng, còn bán ra là 77,2 triệu đồng trên một lượng anh chị. Như vậy rõ ràng là tăng 50.000 đồng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với tuần vừa qua. Vào buổi sáng ngày 22 tháng 7 năm 2024, ngày hôm nay thì giá vàng 4 con số 9 của SJC giảm 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua và giữ nguyên ở cái chiều bán ra so với cái phiên giao dịch vào cuối tuần, tức là phiên giao dịch ngày Chủ nhật hôm qua anh chị, bán ra vẫn ở cái mức là 80 triệu đồng trên một lượng vàng. Giá vàng 4 con số 9 được công ty trách nhiệm hữu hạn vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC vào buổi sáng ngày 22 tháng 7 thì giá vàng 4 con số 9 của công ty này niêm yết ở cái mức là ở tại Sài Gòn của chúng ta đó thì mua vào là 78 triệu đồng trên một lượng, còn bán ra là 80 triệu đồng trên một lượng anh chị. Ở tại Hà Nội, Đà Nẵng thì giá nó vẫn như cũ luôn, vẫn bằng với giá ở Sài Gòn. Cho nên phải nói rằng giá vàng ở tại thị trường Việt Nam của chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay, vàng miếng giảm giá ở cái chiều mua. Giá vàng miếng và giá vàng nhẫn cũng như giá vàng thế giới thay đổi liên tục, quay đầu liên tục của chị. Giá vàng thế giới vượt lên mức 2.402 đô la trên một ounce ngay ngày thứ hai ngày hôm nay. Trong khi đó thì giá vàng miếng SJC lại giảm 500.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào. Biến động liên tục luôn cô chú anh chị và các bạn. Vàng 4 con số 9 được Doji đã niêm yết ở cái mức là 78 triệu đồng trên một lượng mua vào, còn bán ra là 80 triệu đồng trên một lượng anh chị. Đó, chúng ta thấy là giảm 500.000 đồng một lượng luôn ở chiều mua vào so với ngày hôm qua. Ở tại công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng thì giá vàng Mi Hồng đã niêm yết mua vào vàng SJC ở cái mức là 79 triệu, còn bán ra là 80 triệu đồng trên một lượng anh chị. Tại doanh nghiệp Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp này mua vào ở cái mức là 78,50 triệu đồng một lượng vàng và bán ra là 80 triệu đồng trên một lượng anh chị, vàng SJC. Còn ở tại đơn vị Bảo Tín Mạnh Hải cũng mua vào ở cái mức là 78,80 triệu đồng một lượng vàng, còn bán ra vẫn đúng 80 triệu đồng trên một lượng. Có nghĩa là giá bán ra vẫn giữ nguyên 80 triệu, chỉ có thay đổi về giá khi mà người ta mua vào thôi. Thưa quý vị, như vậy tỷ giá đô la Mỹ tại thị trường tự do trong buổi chiều tối ngày 22 tháng 7 năm 2024
mua vào ở cái mức là 25609 anh chị, còn bán ra là 25772. Như vậy có nghĩa là 1.000 đô chúng ta bán hiện nay vẫn trên 25.600 lẻ mấy thôi, giá vẫn đang rất là tốt. Đối với đồng đô la Úc thì ngày hôm nay mua vào ở thị trường tự do là 16908, còn bán ra là 17002. Đồng bảng Anh thì mua vào là 32717, còn bán ra là 32917 anh chị. Đồng euro thì mua vào là 27618, còn bán ra là 27718. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào là 28476, còn bán ra là 28626 anh chị. Đặc biệt đồng đô Canada thì trong ngày hôm nay mua vào ở cái mức là 18536, còn bán ra là 18646. Mua vào có nghĩa là mình mang tiền tới cửa hàng mình bán, còn bán ra tức là mình đi mua ở tại cửa hàng anh chị nha. Đồng Singapore mua vào là 18935, còn bán ra là 19042. Đồng Hồng Kông thì mua vào là 3243, còn bán ra là 3293 anh chị. Ngày hôm nay thì đồng euro vẫn ở cái mức cũng tốt, 27.6 mấy rồi. Và đồng bảng Anh thì vẫn trên 32. Đồng USD của Mỹ thì nó vẫn cho thấy sức mạnh của nó là không thể nào mà xuống dưới 25 được. Khi mà nó đã vượt lên trên 25 rồi thì nó sẽ đứng yên và có thể tăng hoặc là giảm một chút xíu thôi, chứ còn không có thay đổi nhiều so với những ngoại tệ khác, cũng như không có biến động lớn về cái đồng USD ở tại thị trường tự do trong buổi chiều ngày 22 tháng 7 năm 2024 này. Và phải nói với cái việc thay đổi về thị trường vàng ở tại Việt Nam của chúng ta, nó diễn biến rất là khó đoán, cho nên nhiều nhà đầu tư người ta cũng đã bắt đầu đặt nhiều câu hỏi rằng là với thị trường đổi chiều liên tục như vậy thì nên đầu tư mua vàng nhẫn hay là vàng miếng. Bởi lẽ thị trường vàng gần đây có nhiều biến động khi mà giá vẫn tăng liên tục luôn anh chị. Có những lúc nó tăng mà chúng ta không thể xoay trở kịp, chúng ta không thể nào bán hoặc là mua thêm đối với những nhà đầu tư. Cho nên nhiều nhà đầu tư người ta phải lại băn khoăn không biết là nên mua loại nào để mà hưởng lợi nhiều nhất trong cái thời điểm hiện nay. Sau nhiều ngày tăng liên tiếp thì bỗng nhiên giá vàng nhẫn bắt đầu giảm xuống, rồi sau đó lại tăng lên, và nó sẽ tăng theo giá vàng của thế giới. Trong khi giá vàng miếng đứng yên do được ngân hàng nhà nước thực hiện bình ổn giá rất tốt trong thời gian vừa qua. Cho nên xét về tính rủi ro thì chúng ta phải cân nhắc thận trọng cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng nên lựa chọn mua vàng miếng hay là vàng nhẫn để giảm thiểu rủi ro thấp nhất khi mà chúng ta quyết định thâm nhập vào thị trường vàng. Xét về cách đầu tư dài hạn thì rõ ràng anh chị cũng thấy là cái giá vàng thế giới nó vẫn đang ở cái đỉnh gọi là cao, bởi vì giá nó vẫn đang ở trên mức là 2.400 đô la trên một ounce. Nếu mà chúng ta thấy rõ là giá vàng trong nước nó cũng sẽ điều chỉnh theo cái giai đoạn mà giá vàng thế giới nó lại thay đổi như thế này. Cho nên nhà đầu tư cũng đang chưa biết là liệu rằng vàng miếng hay vàng nhẫn nó đã chạm đỉnh rồi, nó đã đứng hay là nó ổn định hay chưa. Vì vậy cho nên theo như nhiều chuyên gia phân tích thì để mà lựa chọn một cách đầu tư dài hạn đó thì chúng ta nên đầu tư ở cái vàng miếng SJC thì nó sẽ ok và nó ổn định hơn anh chị. Vàng nhẫn trong thời gian gần đây nó đã có lúc nó nhảy, nó vượt cao hơn vàng miếng SJC. Đây là một trong những cái biến động lớn mà trước đây chúng ta chưa bao giờ thấy là vàng nhẫn nó cao hơn vàng miếng bao giờ cả. Chỉ trong một vài ngày vừa rồi thì chúng ta thấy rằng cái sự biến động nó hơi bị lạ. Nhưng mà chắc chắn thì giá vàng nhẫn nó, cho dù nó có biến động đi chăng nữa thì nó cũng là có tính là ngắn hạn thôi. Bởi lẽ cái nguồn cung được bình ổn từ ngân hàng nhà nước nó đã cho thấy là giá vàng không thể nào biến động lớn được rồi. Cho nên đối với nhà đầu tư chúng ta cũng nên bám sát vào giá vàng trên thị trường thế giới, đặc biệt là vàng miếng, để chúng ta có thể thay đổi cái quyết định đầu tư vàng nhẫn hay là vàng miếng trong thời điểm hiện nay. Và chắc chắn thì đối với người dân của chúng ta là những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chúng ta nên thận trọng, hết sức thận trọng để mà đầu tư vàng trong lúc này. Để làm gì? Để chúng ta tránh được cái ảnh hưởng bởi tâm lý về mọi người hay có cái chiều hướng là kéo nhau đi mua rất là đông,
thấy có sự biến động về giá. Đó là một cái sự đầu tư mà theo cảm tính là nhiều hơn là sự tính toán, cho nên cái rủi ro nó không hề nhỏ đâu cô chú anh chị các bạn. Chúng ta biết rằng thời điểm tháng 5 thì đã có rất nhiều người lỗ hàng trăm triệu khi mà họ đầu tư ở cái thời điểm mà giá vàng vẫn còn cao, và sau đó họ bán thì giá vàng đang rơi xuống thấp. Mà lúc đó họ không bán không được anh chị, họ không giữ được nữa, họ buộc phải bán, cho nên nó rất là nguy hiểm. Cho nên cái việc mà mua vàng nhẫn hay là vàng miếng trong thời điểm hiện nay, chúng ta còn dựa vào cái mục đích đầu tư của mỗi cá nhân chúng ta, để làm sao chúng ta có thể phân tích được cái ưu và cái nhược điểm riêng của mỗi cái định hướng đầu tư riêng của mỗi người. Còn xét về chất lượng thì đương nhiên là vàng miếng nó sẽ có chất lượng tốt hơn so với vàng nhẫn là điều hiển nhiên rồi anh chị. Cái hàm lượng của vàng miếng nguyên chất nó đạt tới 99,99% lượng, rất là cao, và cái tính ổn định nó lâu dài hơn. Còn vàng nhẫn theo như mình suy nghĩ rằng nó chỉ là một trong những cái việc mà chúng ta lựa chọn để mà đầu tư lướt sóng, gọi là đầu tư ngắn hạn mà thôi anh chị, chứ không thể đầu tư dài hạn được. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.